Chiều nay, đoàn giám sát của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Hòa Vang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn huyện Hòa Vang. Hiện, huyện Hòa Vang có hơn 250 dự án lớn nhỏ đang triển khai rộng khắp trên địa bàn 11 xã, chiếm 2/3 tổng các dự án trên địa bàn thành phố, với 68 dự án trọng điểm, động lực của thành phố đang triển khai. Theo đó, công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm đã đạt được một số kết quả tích cực rõ nét. Cụ thể, với dự án đường DH2, có 1.212 trên 1.219 hộ dân chấp hành việc bàn giao mặt bằng. Với dự án đường DT601, có 820 trên 931 hộ dân bàn giao mặt bằng. Với dự án đường Vành đai phía Tây 2, có 83 trên 84 hộ dân bàn giao mặt bằng. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận đánh giá cao huyện ủy Hòa Vang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân bàn giao mặt bằng trên địa bàn, đền bù giải tỏa, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, để hoàn thành việc bàn giao mặt bằng tại các dự án, đoàn giám sát cũng đề nghị huyện ủy Hòa Vang chỉ đạo từng địa phương sát sao trong việc tăng cường vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh bố trí tái định cư, đồng bộ công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng, công tác tiếp dân và rút gọn đồng bộ cần có sự liên kết, phân nhiệm rõ ràng.